Cuối cùng thì chúng ta cũng đã ký xong hợp đồng lần này. Đúng là nhẹ hết cả người. Dự án lần này anh cũng theo đuổi mất khá nhiều thời gian rồi còn gì. Đây là một dự án lớn. Nó có thể giúp cho tập đoàn chúng ta có thêm sự uy tín và chỗ đứng trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo. Vậy thì tuyệt vời quá anh ạ. Quá tuyệt vời luôn đấy chứ. Thôi, bây giờ tôi và cậu đi ăn nhá. Lâu rồi không có cảm giác thoải mái như vậy. Có chuyện gì vậy? Thôi chết, em đụng phải người đi đường rồi anh ạ. Thôi chết, xuống xe, xem người ta có bị sao không. Thôi chết, không sao chứ. Tôi không sao cả. Tôi chỉ bị đau chân một chút thôi. Tôi xin lỗi cô. Chúng tôi đi xe không để ý nên mới va phải cô. Để tôi đưa cô vào bệnh viện khám nhé. Thôi, tôi không sao cả. Tại tôi đi không để ý nên mới va phải xe của các anh. Xe của anh có vấn đề gì không ạ? Nếu xe anh bị làm sao thì tôi không có tiền đền đâu. Cô yên tâm đi, xe của chúng tôi không sao cả. Quan trọng là tính mạng con người ấy. Bây giờ tôi đưa cô vào bệnh viện để khám xem sao nhá. Nhưng mà... Không như nghĩ gì hết. Cậu đi xe của cô ấy vào bệnh viện, tôi sẽ lái xe. Dạ vâng ạ. Đi thôi. Chúng tôi đã chụp chiếu kiểm tra đầy đủ. Cô ấy chỉ bị say xước nhẹ ở chân, không có gì đáng kể cả. Nên là anh cứ yên tâm đi. Cảm ơn bác sĩ. May quá cô ấy không sao. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Thế hai người ở đây nhá, tôi đi có chút chuyện. Dạ vâng ạ. May quá, cô không sao rồi. Nếu không ấy, tôi sẽ náy lắm. Tôi gửi cô ít tiền để cô mua thuốc nhá. Dạ thôi, tôi không sao cả. Tôi chỉ bị say sức nhẹ thôi. Không phải phiền anh như vậy đâu. Cô cứ nhận đi. Thật sự tôi không sao thật mà. Tôi không sao thì tôi không thể nhận tiền của anh được. Anh đã chi trả cho tôi tiền viện phí rồi. Thôi, anh cất đi. Cô làm tôi áy náy quá. Mà cô tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi tên Huyền. Còn tôi là Tân. Thật ra lúc nãy là do tôi sai. Tôi mãi suy nghĩ nên không để ý đâm phải xe của anh. Tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi không sao mà. Cô cũng không sao là tốt rồi. May quá xe của anh không sao. Chứ không thì tôi không có tiền để đền mất. Cô cứ nói vậy, con người mới là quan trọng. Chứ còn xe cổ ấy chỉ là phương tiện đi lại thôi. Cảm ơn anh. Mà này, hình như cô có tâm tư gì à? Tôi thấy cô cứ suy nghĩ nãy giờ. Tôi đang suy nghĩ thôi, chứ tôi không sao cả. Chẳng là tôi vừa bị nghỉ việc. Công ty trước tôi làm bị phá sản. Giám đốc thì bỏ trốn. Tiền lương thì tôi chưa nhận được. Chẳng biết sang tháng tôi phải đóng tiền học cho hai đứa em kiểu gì nữa. Vậy cô cầm lấy số tiền này về lo cho các em đi. Khi nào mà có ấy thì trả tôi cũng được. Dạ thôi, cảm ơn anh. Tôi không nhận tiền của người lạ đâu. Việc nhà thì tôi tự lo được. Cô cứ nhận đi, không sao đâu. Thôi, anh cất đi, tôi không nhận đâu. Vậy thì thế này, công ty của tôi cũng đang tuyển thêm một vài nhân viên. Cô có thể cho tôi biết cô đang làm chuyên môn gì. Nếu mà được ấy, thì tôi sẽ nhận cô vào công ty của tôi làm. Tôi chuyên môn về kinh doanh, tốt nghiệp loại giỏi của học viện tài chính. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì ngày mai cô hãy đến công ty của tôi để trao đổi nhận việc nhé. Cảm ơn anh. Đây là cặp visit của tôi.
Hẹn gặp cô ngày mai ở công ty. Dạ. Đây là hồ sơ về sản phẩm mới của tập đoàn Cây One mà sắp tới sẽ triển khai. Đây là một sản phẩm chiến lược của họ trong năm nay, và chúng ta sẽ là đơn vị truyền thông được họ tin tưởng gửi gắm. Em hãy mang xuống phòng kế hoạch để mọi người phân tích dự án này giúp anh nhá. Dạ vâng ạ. Đi luôn đi, để mọi người còn triển khai. Dạ, em đi ngay đây. Ừ. Em xin phép ạ. Vào đi. Dạ thưa anh cho gọi em có việc gì ạ? Có đây rồi. Tôi vừa xem qua báo cáo doanh số tháng vừa rồi của công ty chúng ta. Tại sao doanh số lại tụt giảm sâu như vậy chứ? Dạ thưa anh, tháng vừa rồi chúng ta nhận được khá nhiều dự án, nhưng không hiểu sao, chỉ được một vài hôm, bên phía đối tác lại rút hồ sơ dự án với bên ta vì đã ký hợp đồng với bên khác ạ. Cậu đã kiểm tra kỹ chưa? Hay là do kế hoạch triển khai của công ty chúng ta không đáp ứng được yêu cầu của họ? Dạ thưa anh, kế hoạch về dự án cả phòng đã lên rất chi tiết và tỉ mỉ, em nghĩ không thể thiếu sót được ạ. Mọi yêu cầu của đối tác bên mình đều đáp ứng rất tốt, một số dự án còn vượt cả chỉ tiêu mà nhà đầu tư mong muốn. Nhưng em không hiểu sao bên họ vẫn hủy dự án ạ. Lạ thật. Sao lại có chuyện như vậy xảy ra được chứ? Ngày mai cậu triệu tập cuộc họp giữa phòng kinh doanh và phòng kế hoạch để tôi trao đổi với mọi người. Dạ vâng, để em báo với mọi người ạ. Thôi, cậu đi làm việc của cậu đi. Dạ vâng, em xin phép ạ. Nâng ly đi em. Chúc mừng sự hợp tác tuyệt vời giữa anh và em. Dạ, một sự hợp tác trên cả tuyệt vời. Em đúng là một con người tài năng. Không chỉ giỏi mà lại còn diễn xuất tốt nữa. Cũng nhờ anh cả mà. Không có anh đạo diễn chỉ đạo thì làm sao bộ phim này thành công được. Cũng là do em diễn xuất tốt thôi. Tên chủ tịch khờ khạo đấy cũng không ngờ vụ đâm xe là do anh dàn cảnh cả. Anh đúng là cao tay đấy. Tên chủ tịch khờ khạo kia không mảy may một chút nghi ngờ nào cả. Cũng là do tài diễn xuất tốt của em mà. Anh quá khen rồi. Anh cứ gửi cho em một chút phần thưởng, gọi là công sức của em. Một trăm triệu cơ á? Anh mạnh tay thế. Có đáng gì đâu em. Nhờ có em mà công ty anh thu về một số dự án khá. Làm sao mà anh quên phần của em được. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thôi, chúc mừng sự hợp tác của chúng ta thành công. Dạ, chúc mừng. À, em có một món quà lớn cho anh đây. Quà gì vậy em? Đây là dự án mà bên Cây One vừa gửi cho bên hắn ta hôm trước, và cả bản kế hoạch triển khai của phòng nhân sự bên FPM. Em đã photo lại rồi. Anh nghiên cứu rồi liên lạc với bên Cây One để triển khai dự án này luôn nhé. Dự án này là dự án lớn, anh chỉ cần giảm giá một chút, kiểu gì họ cũng ký hợp đồng với mình ngay. Em quả thật là một con người tuyệt vời. Dự án lần này mà thành công thì anh sẽ không quên phần em đâu. Mà có khi là phần không nhỏ ấy chứ. Anh biết thế là tốt rồi. Miễn sao anh giữ cho em cái ghế phó giám đốc kia như lời anh đã hứa là được. Chứ ở bên kia ấy, em làm cái con thư ký quẻ chán lắm. Chắc chắn cái ghế phó giám đốc ấy là của em rồi. Mà thôi, nâng ly chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Ok anh, chúc mừng. Alo, mình nghe đây.
Sao? Sao có thể có chuyện như thế được? Không thể nào. Được rồi, mình sẽ tới ngay. Sao đâu đến thế nhở? Anh hẹn người ta mấy giờ thế? Anh hẹn 9 giờ. Còn 5 phút nữa mới tới 9 giờ cơ mà. Anh làm gì mà nóng vội thế? Nhưng mà đây là hợp đồng lớn, anh có chút hơi lo lắng. Úi giời, hợp đồng này ý, chắc chắn sẽ thuộc về tay chúng ta rồi. Anh lo cái gì? Ký được hợp đồng này thì công ty chúng ta thoải mái công việc cho cả năm ấy chứ. Thôi, để em gọi thêm cho anh cốc nước, cho anh hạ hỏa nhá. Khiếp, làm gì mà sốt hết cả ruột lên thế? Phục vụ đâu? Cho thêm cốc nước vào đây nhanh lên nhá. Ôi trời ơi, mày đi đứng cái kiểu gì thế hả? Mắt mày bị mù à? Tôi xin lỗi chị có sao không ạ? Tôi bất cẩn quá, mong chị thông cảm cho tôi ạ. Tôi đi vội nên không để ý ạ. Thông cảm à? Mày có biết bộ quần áo này của tao đắt lắm không ạ? Bây giờ ướt hết quần áo của tao rồi, mày tính sao đây? Quần áo của chị ướt rồi, để tôi lau giúp chị ạ. Thôi, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Có bẩn ý thì tao tự lau được, không khiến. Mày nghĩ một người cao sang quyền quý như tao mà để cái loại bẩn thỉu như mày động vào à? Tôi thực lòng xin lỗi chị ạ. Mong chị bỏ qua cho tôi. Mày nghĩ mày cứ làm sai rồi xin lỗi là xong à? Tôi... Hay là chị để tôi đền tiền cho chị ạ? Đúng rồi đấy, mày đền tiền cho tao chứ còn sao nữa. Đưa 5 triệu đây. Còn nếu không ý, tao sẽ nói với chủ quán không cho mày làm việc ở đây nữa nghe chưa? Thôi Huyền, đối tác sắp đến rồi, họ nhìn thấy thì không hay đâu. Bỏ qua cho nó đi. May cho mày là hôm nay tao có việc quan trọng đấy, nên tao tạm tha cho mày. Còn có lần sau nữa ý, thì chết với tao nghe chưa? Cô đi. Dạ vâng, em cảm ơn anh, em cảm ơn chị ạ. Em xin phép ạ. Đúng là đồ xịt rách. Quán đã, mang thêm cho tao cái ghế vào đây. Dạ vâng ạ. Bực hết cả mình. Thôi, bớt nóng đi, đối tác sắp đến rồi đấy. Chào anh, anh có phải là Tùng, giám đốc của T Plus không ạ? Chào cô, tôi là Tùng, giám đốc của T Plus. Tôi là Dương, giám đốc của tập đoàn K1. Rất vui được gặp mọi người. Dạ, mời chị ngồi. Mời cô ngồi. Dạ, chào chị, em là Huyền ạ. Chào cô. Vậy chúng ta vào công việc luôn nhé. Dạ, em xin giới thiệu, đây là anh Tùng, giám đốc công ty truyền thông T Plus, đối tác bên em ạ. Đối tác? Vậy cô Huyền đây là... Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Huyền, thư ký của chủ tịch tập đoàn FPM ạ. À ra vậy. Dạ, được anh Tân chỉ đạo giới thiệu, anh Tùng đây sẽ là đối tác của bên mình sắp tới đấy ạ. Mà tại sao bên FPM lại không làm truyền thông cho chúng tôi đợt này? Dạ, chẳng là bên tập đoàn em đang vội về rất nhiều dự án, nên phải nhờ bên công ty Team Plus đây đứng ra hỗ trợ đấy ạ. Chị yên tâm, bên công ty anh đây rất mạnh về truyền thông và đã phối hợp với rất nhiều đơn vị do chính bên em chuyển sang. Họ rất hài lòng về chất lượng nên chị có thể yên tâm ạ. Đúng rồi đó chị, dạo này bên đấy bận nên chúng tôi có giúp làm nhiều dự án lớn. Chị yên tâm đi. Sao anh Tân không nói gì với tôi vậy? Chắc là chủ tịch bên em bận nên không liên lạc được với chị đấy ạ. Đúng, đúng là tôi rất bận. Nhưng mà tôi không bận đến mức không có thời gian để tiếp chị Dương đấy. Chủ tịch anh Tân. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là anh Tân, chủ tịch tập đoàn FPM và đồng thời là bạn thân của tôi. Bạn thân. Sao, các người bất ngờ lắm phải không? Giới thiệu với hai người, tôi và Dương đây là bạn thân từ hồi đi học đại học cho đến bây giờ. Và tất cả các dự án truyền thông của tập đoàn K1 đều do tập đoàn FPM chúng tôi hỗ trợ. Vậy là... Đúng thế, chỉ có những người mới vào như cô mới không biết thôi.
chuyện này là... Cô không cần phải giải thích gì nữa. Cô Dương đã kể cho tôi nghe hết rồi. Alo, mình nghe đây. Sao ông làm gì mà bận đến mức không làm truyền thông cho sản phẩm mới bên tôi được vậy? Lại còn cho nhân viên giới thiệu tôi sang công ty khác nữa chứ. Sao? Sao có thể có chuyện như thế được? Không thể nào. Không thể nào là sao? Nhân viên của ông hẹn tôi chiều nay đi ra ngoài bàn việc đây. Ông có muốn đi với tôi không? Được rồi, mình sẽ tới ngay. Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi nhá. Còn hành vi ứng xử của cô vừa nãy nữa, thật bay quá. Chính cô đã cho tôi thấy rõ là bộ mặt thật của con người cô. Cô không những là con người mưu mô xảo quyệt, mà cô còn là con người coi thường và sỉ nhục người khác nữa. Chuyện không như anh nghĩ đâu ạ. Vừa nãy em chỉ đùa một chút thôi ạ. Đùa à? Tôi thật quá thất vọng về cô. Lúc trước vì nghĩ đến cảnh nhà cô, tôi thương cô và thương gia đình cô nên tôi đã nhận cô vào tập đoàn làm. Nhưng các anh à, tôi nuôi ong tay áo để cô bán đứng sau lưng tôi à? Đến giờ thì cũng hạ màn được rồi. Tôi cũng không cần phải đóng giả làm gì nữa. Xin tự giới thiệu, tôi là tân phó giám đốc công ty T-Plus. Sắp tới tôi sẽ nghỉ việc bên anh để về đây nhận cái ghế phó giám đốc này. Phó giám đốc ư? Cô mơ à? Ai đưa cô về? Anh nói cái gì cơ? Chẳng phải anh hứa sau vụ này anh sẽ cho em làm phó giám đốc à? Tôi có bị ngu khi đưa cô về để rồi cô lại bán đứng tôi như thế này sao? Anh đúng là đồ trưởng mặt. Đúng là kẻ cắp bà già cặp nhau. Tôi thật không ngờ người đứng sau việc này lại là cậu đấy. Ngày trước khi cậu làm thư ký của tôi, cậu đã bán dự án của tôi cho công ty đối thủ. Và không ngờ bây giờ cậu lại làm việc này sau lưng tôi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Trách ai? Trách bản thân mình thôi. Là do anh tin người mà bây giờ tôi làm thế đây. Anh làm gì được tôi nào? Đúng là tôi đã tin nhầm người rồi. Còn làm gì à? Tôi đã ghi âm lại hết tất cả rồi. Và chỉ trong ngày mai thôi, thông tin này sẽ có trên tất cả các mặt báo. Để rồi xem có đơn vị nào chịu liên kết với một đơn vị mà đem thông tin của khách hàng đi bán không ạ? Anh... Thôi, chúng ta đi chỗ khác để bàn về công việc đi Dương. Còn những loại người như này ấy, họ đáng nhận những hậu quả như vậy. Đi thôi Dương. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Mình vẫn khỏe. Thôi, chúng ta triển khai công việc nhé. Ok, đây. Giới thiệu với cậu, đây là sản phẩm viên uống đẹp da dưỡng sắc Con Mythic 7D. Là sản phẩm chiến lược thuộc sở hữu độc quyền của tập đoàn K1 chúng tôi. Sản phẩm này có nguyên liệu được nhập khẩu từ Pháp. Thành phần chứa Con Mythic giúp loại bỏ nám da, sạm da, tàn nhang, chống lão hóa hiệu quả. Còn cân bằng nội tiết tố nữ nữa đấy. Đặc biệt hơn là khách hàng của chúng ta chỉ cần sử dụng một viên mỗi ngày, hiệu quả đem lại chỉ sau 7 ngày sử dụng. Đấy, cậu xem đi. Sản phẩm này tuyệt vời quá. Rất nhiều công dụng tốt. Thế còn giá thành thì sao? Sản phẩm này rất tuyệt vời, lại có nhiều công dụng, nhưng giá cả lại rất cạnh tranh luôn. Đúng là một sản phẩm tốt, nguyên liệu tốt, hiệu quả cao, giá thành này cạnh tranh nữa. Mình nghĩ thị trường sẽ nhanh chóng đón nhận thôi, nhất là các chị em phụ nữ. Đây là sản phẩm chiến lược của tập đoàn mình. Lần này chỉ cần bên cậu đẩy mạnh truyền thông cho thì thành công là điều chắc chắn. Cậu yên tâm đi, việc này cứ tin tưởng ở tập đoàn mình. Và mình tin chắc sản phẩm này sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thôi. Hy vọng là cùng hợp tác phát triển thành công. Hợp tác thành công.